đi Úc ơi, quê nghèo vẫn chờ đợi em. Giang chung cỡ khổ dấu gì, quê nhà cùng dung được duyệt vô vòng trong này cả nhà, còn bằng nào thì chưa biết. Dạ thì bây giờ mình cứ dự trước cái đã rồi mình tính sau, đúng không bé Lệ? Thế là gì được một tiết mục vô trong đúng không? Nguyên Nhi 2212 đúng rồi, còn cái Nguyên Nhi 2K2 gì đó là không biết.
lấy hình avatar của em đúng luôn. Đúng rồi. Nhưng mà gọi chị là chị Mai luôn á. Là bình luận như bên chị hả? Có bình luận luôn á. Giờ là nói rồi. Dạ Mai thì cứ dạy làm cái nhiều. Nhưng mà ngày hôm qua em đọc được bình luận cao trên kênh thứ hai. Bình luận sao? Là kêu bà con quá ủng hộ con nhé. Hả? Đó, kêu gọi ủng hộ luôn hả? Đúng rồi. Xong cái em thấy khán giả vừa trả lời. Xong cái khán giả, cái người khán giả đó ý là biết là nếu cái đích đó thật sự là của em thì sẽ không có cái vụ đi kêu gọi như vậy. Thì ví dụ là của em thì thứ hai sẽ đăng clip lên, ngày thứ hai thông báo được, lúc đó là con có yêu thương thì con sẽ tự ủng hộ. Chứ sẽ không có cái kiểu mà đi bình luận hết cái nhóm này tới nhóm kia để kêu gọi là ủng hộ như vậy. Đó, xong cái khán giả nó bình luận vô cái xóa bình luận, xong cái nhóm hai mươi hai đó xóa bình luận đó, xóa bình luận trên clip đó. Rồi xong cái nhà nào cũng lấy hình của em để dây này như thật đúng không? Thiệt mà. Như tỉnh. À, hôm nay em lỡ thiệt đúng không? Nghĩa là hai mà đứa này đang đứng đây là thiệt đúng không? Thiệt mà. Cái lần hai lo tập trung lên tập bài với thí sinh mà đâu có rảnh mà đi bình luận như thế. Trời ơi, tốn tiền của đồ nó. Tốn tiền 980.000 cái bộ này. Mà em nói thiệt là sao chị Mai dễ tin như vậy? Ta nói cái là tin. Đâu có kêu xuống tập bài là sướng cái bà luôn, xuống tiền. Rồi họ không nhắn xác nhận qua Zalo hai đứa em luôn. Tôi nghĩ tụi em là thù quá ta, nhắn hai cái hai phòng xuống liền gì đâu. Bây giờ mày nghĩ coi vừa Nguyễn Duyên bây giờ chị Hai nữa thì biết rồi phải không? Nhà nó kêu như vậy thì cứ đọc được cái là xuống. Chị đọc được là chị Hai ơi xuống đặt hát này kia là không cần biết trời chăng hay đất gì thêm hai bộ đồ vô rồi. Mà em mà cho hát cái tao không cần biết ai tao cũng xuống. Không vậy không được đi chị Hai. Là nãy giờ hai em mình đặt cái bài chứ. Không ấy là thôi lỡ rồi xếp cái chị vô một phần rồi tao chị Hai. Hai đứa, ơn năng lực cũng như không, chị không cần thi luôn, chị không cần dạy gì luôn, miễn sao cho chị vô một tập kia chị hát một bài thôi là tôi miễn có gì nhắc chứ. Bây giờ như vậy là năm 13 này có 14 tập. Chị đi vô tập 15. Chị vô tập 15 thì hay ra live coi đi. Chị vô tập 15 á. 14 hay 18? 14 tập. 14 tập chính thức. Nhưng mà thêm 4 tập gala nữa. Là cái nữ tú Huy á. Cái nào cái gala là chị có trong đó không? Em hy vọng tụi tôi bốn tập gala là các bạn thí sinh đã bật ấn tượng mà có giải yêu thích á, chắc là có chị đó, có chị là chắc rồi, chị là ấn tượng nhất á, ấn tượng nhất ai nhất là... nhiều khi mình trong 14 tập chính không có mà trong 4 tập gala kia có mà con cô bác chờ nha. Cách hát của chị cũng ấn tượng nè, trang phục ấn tượng nè, mà số danh cũng ấn tượng, ngàn bộ 11.111 năm của số 1. Vậy thì chị sẽ chuẩn bị từ giờ đến có khoảng 10 đồ. Những cái ngày mà xuống tập á là mỗi ngày một bộ. Giống như hôm nay nè, người ta lên tóc, lên đồ, quần áo. Mấy đứa đi. Dạ, nói đi nói lại thì hôm nay vaccine à. Vaccine 18 à. Dạ, nhưng mà không được thi nha. Chỉ xin thôi chứ không được thi. Ông là hộp, đúng rồi. Hai ba, cái quất, vô. Cái quất nhẹ, bà ba, 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 nhẹ, thôi. YouTube của bé Di với bé Lệ ơi, nhưng mà đúng rồi, hai bạn đó, nhưng mà hiện tại thì hai bạn chưa có lập kênh và ai mà thực ra thì chị nghĩ có lấy hình avatar của tụi em với lại lấy tên của tụi em để lập kênh đó thì cũng là yêu quý thôi, cũng yêu mến thôi, nhưng mà ví dụ như mình yêu mến thì mình có thể lấy tên của mình, ví dụ Quốc Hưng thì tên là Quốc Hưng đi, đừng có lấy tên là Nguyễn Nghi nha. Rồi mình để avatar của mình chứ mình đừng lấy em là để Nguyễn Quốc Hưng luôn chị ạ. Không, chị nghĩ nhiều khi Nguyễn Nghi hai cả hai lần Hưng nó lập vậy hết trơn á. Ừ, nhiều khi đó là người quen hả? Ừ. Anh có ghét nói chứ sao là chị, nhìn cái mặt nó cười. Chị gài cái là chị gài cái này thế là em không bị hộ được luôn á. Cái thế này không bị hộ được. Anh mượn tên em để nhờ kêu mọi người đi đổ loa đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái đó là lưỡi đó. Thôi thôi vậy mày mới nghe cái này nữa. Ê, đổ loa hả? Đổ loa. Nói chung á là bà con cô bác anh chị nào á mà yêu mến các bé á
các bạn trong team á thì mình yêu mến thôi, chứ mình đừng có lấy tên các bạn mình lập kênh, rồi cũng đừng có lấy cái hình avatar của các bạn. Yeah. Nhiều khi á mình đi bình luận vui thôi, ví dụ như là kêu anh Phương là ra tiền các bạn trong team đi độ ra đi thì cũng là một bình luận vui đúng không? Yeah. Vui thôi, nhưng mà nó có cái tên của bé Nhi hay là của bé Lệ hay là của Hưng hay của Dung gì đó, nó kỳ lắm. Thành ra là cả nhà mình làm ơn đừng có lấy tên của các bạn trong team, rồi cũng đừng có lấy hình để đi lập một cái kênh khác. Dạ, thì nhờ như vậy thôi. Và khi nào mà bé Nhi, bé Lệ hay là Phúc Hưng có kênh gì đó thì các cán Phương sẽ quay với thầy Dung, cũng như là Dung, rồi các bạn nhân viên sẽ quay, sẽ giới thiệu kênh. Thành ra là cả nhà mình yêu thương, tin tưởng nha. Đặc biệt danh tem mà đúng là bé Nhi là đứa rất là yếu dí nhất, nó dễ khóc nhất, cho nên là nó một sơ hở cũng cố nhất họ là khóc. Đúng rồi. Ô mà cô chú là phải thương cái chị em đó. Dạ, nó nói vậy nhiều khi người ta nó mới đi đánh lộn vậy đó. Nói chuyện với người tốt. Nhi anh là tới gì anh đang không, không Nhi 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 là mới đi đánh lộn vậy đó. Nhìn chị cũng mong manh yếu đuối vậy chứ mới chịu lộn về. Trời ơi. Tại vì nè chứ mà ra mà vô của chị lộn là kéo quần lên. Để không có đích mà làm cái quần ống rộng như vậy là để lại đó. Có mà đó. Để. Ra lấy quần đồ đi bán nha. Dân ca cho bơi đồ hát lại tiếng mưa sao? Tiếng mưa thôi. Tao mãi đúng rồi, tao mãi đúng rồi, nhưng phát âm sai. Tại 2, 3, vô. Ủa, trên kênh chị hát hay mà chị nói gì á? Còn viết rồi tới. Nhưng chị hát mà ai hát? Không, tiếng hay, năm nay hát đi, hát đi, hát đi. Tiếng mưa thôi rơi, lòng chị sao nước muốn ngừng. Rồi, ok, ok. Năm nay chị hứa với anh Trường Sơn rồi chị sẽ đàng hoàng. À không, chị sẽ học hát đàng hoàng. Rồi, chị sẽ học hát đàng hoàng. Đúng rồi. Anh Sơn sẽ luyện cho, anh Sơn nói là anh Sơn sẽ luyện cho một năm. Rồi sau đó là cho lên sân khấu sang chị được hát. Đàng hoàng. Ca sĩ như đàn. Ý là luyện một năm mới cho lên hát á. Nổi. Sơn đem một cái bàn đó. À, ý là Sơn bỏ cuộc hả? Sao Sơn bỏ cuộc hả? Trời ơi, thiệt chứ. Thôi nói chung là giỡn kìa, nhưng mà thiệt đó cả nhà. Không ý là thiệt mà thiệt hai cái kênh á, cả nhà mình đừng có tạo cái nứt bằng cái tên của các bạn. Thiệt hiểu mà. Cũng giỡn mà có thiệt mà. Đừng có tạo nứt bằng che mặt ba anh. Rồi chị nói gì đó đi, ra đây. Thì ai được rồi, ra đây đó. Thì cả nhà mình đừng có tạo nứt như vậy nha. Rồi những khi biết là yêu quý lắm thì mới làm như vậy. Mà nhiều khi mình đi bình luận vui vui á, nó lại không có đúng cái ngôn từ của các bạn á, là bà con cô bác hiểu lầm, cũng là bé Nhi thiệt. Ví dụ như là hai ca hai mà đuổi chị hai ơi đi nhậu đi là tin luôn, là tin đó là bé Nhi luôn. Tại vì đi bình luận với cái kia thành ra là bà con cô bác không có tin, chứ còn đuổi chị hai đi nhậu đó là biết liền cũng là nhiều. Thành ra là bà con cô bác mình yêu thương nha, mình có lập tên kênh của các bạn cũng như là mình có lấy hình avatar rồi. Thương quý thì mình cứ xài kênh của mình đi bình luận hoặc là mình trò chuyện gì đó là được rồi. Cảm ơn quý bà con bác. Dạ, ngôi sao miền Trường thì đang được tặng những cái tiết mục để sắp tới sẽ vào ghi hình. Dạ, và mong rằng quý bà con cô bác mình sẽ yêu thương khi mà cái tập của mình ghi hình lên xong. Nói cái điều mà có tới à, mình nói cái điều mình mơ. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Cái clip này là nhà. Dạ. Cái mai này à. Cái clip này là nhà. Dạ.